cho tôi hỏa, tôi bị axit uric trong máu cao thì làm sao để cải thiện, tăng cái lượng axit uric trong máu thì cái tình trạng của chỉ số axit uric trong máu nó sẽ bất thường, thì nó cũng sẽ xảy ra khi mà cơ thể phân hủy cái butin quá mức hoặc là nó không đào thải được cái axit uric ra khỏi cơ thể. Tăng cái lượng axit uric ở trong một cái trạng thái là sức khỏe nó báo động, có thể nó sẽ dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn và nó lắng động cái top pi ở cái dưới da, thì nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ những cái bệnh lý về tim nè, bệnh về thận nè, và có nguyên nhân nó khiến cho cái axit uric chúng ta nó cao, nó chủ yếu đến từ cái hàm lượng purin nó nạp vào bên trong cơ thể cao hơn ở cái mức cần thiết. Ngoài ra các cái yếu tố như là di truyền nè, môi trường nè, chế độ dinh dưỡng nè và cái thói quen sống là một trong những cái lý do có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng giảm của cái axit uric trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì để giảm đi cái lượng axit uric thì chúng ta cần tránh những cái thực phẩm chứa purin, bao gồm cả là rượu vang đỏ nè, phô mai nè, thịt đỏ nè, các loại động vật có vỏ nè, và thịt xông khói nè, và các cái loại nội tạng như là gan nè, kết hợp với những cái chế độ ăn ít purin với 2,5 lít nước mỗi ngày nó cũng có thể làm giảm cái mức độ có purin trong cơ thể của chúng ta và giảm cân, đặc biệt là giảm các khối lượng mỡ bên trong cơ thể, nó cũng có thể làm giảm đi cái lượng axit uric trong máu của chúng ta. Như vậy thì trong cái trường hợp này thì mình cũng sẽ nên bổ sung cái omega 3 krill chứa các axit béo omega 3, nó giúp cho mình giảm đi cái mức cholesterol và giảm đi cái chỉ số triglycerin trong máu, nó giảm nguy cơ những cái bệnh về tim mạch. Và trong một cái số nghiên cứu thì cho thấy khi mà mình sử dụng 1-3 gram cái dầu nhuyễn thể mỗi ngày, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm đi cái lượng cholesterol về cái chỉ số LDL, đó là cái chỉ số mà cholesterol xấu và có hại cho cơ thể chúng ta, và nó giảm luôn cái chất béo trung tính và cái đường huyết cho chúng ta. Nó đồng thời nó còn tăng cái chỉ số là cholesterol HDL, nó có lợi cho cơ thể chúng ta.